Xin chào mọi người, quay lại video nhận định thị trường của Team Stock 247 ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 27 tháng 3 năm 2023. Thì phiên hôm nay chúng ta có thể thấy là một phiên mà thị trường biến động tương đối mạnh về mặt chỉ số, khi là ngay từ đầu phiên sáng thì thị trường mở cửa đã quay lại test mốc 1040, tương đương với mốc hỗ trợ của thị trường và mốc hỗ trợ của đường MA 20. Sau đó thì thị trường có sự hồi phục trở lại vào cuối phiên sáng. Sau đó thì cái đà tăng tiếp tục duy trì đến cuối phiên chiều, khi mà đóng cửa thì thị trường đóng cửa tăng hơn 5 điểm, tương đương với mức tăng 0,52%, đóng cửa trên mốc 1052. Và cái số mã tăng hôm nay thì cũng thể hiện cái sự áp đảo số mã giảm khá là nhiều, cho thấy là dòng tiền hôm nay có sự lan tỏa tốt hơn. Và tiếp theo nữa là VN30 thì hôm nay cũng tăng điểm đâu đó hơn 5 điểm, tương đương với mức tăng 0,48%, và số mã tăng hôm nay thì cũng cao hơn số mã giảm, và nó ở mức là 20 mã tăng và 8 mã giảm. Hôm nay về mặt dòng tiền thì chúng ta có thể thấy là cái độ lan tỏa nó cũng có thể tốt hơn, khi mà đầu phiên sáng chỉ tập trung đâu đấy vào nhóm chứng khoán, sau đó thì dòng tiền bắt đầu lan tỏa ra nhiều nhóm hơn. Phiên chiều là có sự tích cực thêm của nhóm đầu tư công và nhóm thép thì giúp chỉ số đóng cửa ở quanh mốc 1052. Thì hôm nay trong bản tin đầu phiên sáng thì có chia sẻ với anh chị, thứ nhất là về thế giới thì hiện tại thì thế giới cuối tuần vừa rồi thì đóng cửa bằng một phiên xanh điểm và vẫn giữ được trên mốc hỗ trợ 31.500, kèm một vài cái thông tin tích cực của nền kinh tế Mỹ. Thứ nhất là chỉ số PMI dịch vụ và sản xuất của Mỹ tháng 3 đều lớn hơn kỳ vọng và lần lượt ở mức là 53,8 và 49,1 điểm. Đây là cái động lực cho DXY tạo đáy và hồi phục trở lại trong cái tuần vừa rồi, cuối tuần vừa rồi. Đấy. Hơn nữa là cái đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua giảm 1.000 đơn ở mức là 191.000 đơn, và thậm chí còn thấp hơn cả dự báo là 197.000 đơn, thì cho thấy cái sự tích cực hơn rồi, cải thiện hơn rồi về đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu, và doanh số bán nhà hiện tại cao hơn và cao nhất từ đầu năm đến thời điểm hiện tại đâu đó khoảng là 4. Đấy. Thì chúng ta có thể thấy là tất cả các chỉ báo đều cho thấy là kinh tế đang hoạt động tốt lên. Có thể là cái đà giảm của lạm phát trong cái thời gian tới thì sẽ chậm lại hoặc sẽ phải neo ở mức cao trong thời gian dài, thì tương ứng với việc là lãi suất sẽ neo ở mức cao trong thời gian dài. Tại vì cái chính sách của Fed thì vẫn đang tập trung vào giảm lạm phát, thì nếu mà không tăng lãi suất thì đang dự kiến là tháng 5 là cái tháng mà sẽ là tăng lãi suất cuối cùng ở trong năm nay, và đâu đó sẽ là một đợt tăng cuối cùng thì nó sẽ tăng lên là mức 5,1%. Thì nếu mà Fed không tăng nữa thì nó cũng sẽ phải duy trì lãi suất ở mức cao để chống lạm phát, chứ không thể quay đầu giảm ngay được. Thì với thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại thì VN-Index đã có tuần hồi phục tốt, tạo một cây nến rút chân quay lại cái mốc kháng cự 1050 và đang gặp khó tại đây, và khả năng cao thì mở đầu tuần mới sự rung lắc vẫn sẽ còn, nên thị trường sẽ đi ngang trong một vài phiên rồi sau đó sẽ quyết định xu hướng. Thì cái kịch bản tốt có đưa ra là tích lũy quanh vùng 1040 1050, sau đó thì bật tăng trở lại chinh phục mốc 1080 và xa hơn là 1100. Thì hôm nay thị trường cũng đang vận động quanh mốc 1040 1050 và đang tích lũy ở vùng này, thì tạm nó đang theo một cái kịch bản tốt. Kịch bản xấu là áp lực bán quay trở lại và chỉ số mất mốc 1040 thì quay lại kiểm định các vùng hỗ trợ tốt trước đấy là vùng 1020 cộng trừ 5 điểm. Thì xu hướng sideways của thị trường vẫn sẽ tiếp diễn. Thì hiện tại thì xu hướng vẫn sideways thì vẫn đang tiếp diễn thôi, nhưng mà nó đang theo một cái hướng tích cực hơn một tí. Có nghĩa là thị trường đang có xu hướng tích lũy lại, và thanh khoản hôm nay thì chúng ta thấy một điều là thanh khoản cũng đang có sự tích cực trở lại. Thì điều quan trọng nhất lúc này vẫn là yếu tố về dòng tiền để đưa chỉ số chinh phục những cái mốc cao hơn. Khi mà thanh khoản tuần vừa rồi thì đang duy trì ở mức thấp, xu hướng chính hiện tại vẫn đang là sideways biên, chưa có gì thay đổi cả. Còn cuộc chơi thì vẫn do khối ngoại sắp đặt ở thời điểm hiện tại, khi mà đây vẫn là cái dòng tiền chính giúp nâng độ chỉ số trong cái giai đoạn vừa rồi. Thì chúng ta để thấy hôm trong cái vận động phiên này của khối ngoại ấy, thì đầu phiên sáng khi mà lúc giả soát cuối phiên cho anh chị thì cũng có nói là khi mà khối ngoại thì đầu phiên sáng thì có bán dòng, trong giả soát cuối phiên cũng nói rõ này. Điểm xấu là nước ngoài bán dòng nhẹ phiên sáng, nhưng mà điều chúng ta thường thấy trong những phiên gần đây rồi đến cuối phiên thì lại mua dòng quay trở lại, cho thấy là nhóm này đang chết đinh ở cái vùng giá hiện tại rất là nhiều. Có nghĩa là
họ cũng nhận với cái dòng tiền lớn thì họ cũng đang thấy là thị trường đang sideways và họ cũng kiểu là sẽ mua và bán chết đinh kiểu như chúng ta vậy. Tại vì nước ngoài cũng mua rất mạnh ở giai đoạn vùng 1.000 và dưới 1.000 trong giai đoạn trước. Và hiện tại thì thêm một cái thông tin nữa là các quỹ thì cũng đang mua dòng cực kỳ mạnh, đặc biệt là quỹ Fubon của Đài Loan thì cũng đang là hiện tại đang là quỹ lớn nhất khi mà quỹ ETF lên lên đấy là 780 triệu USD. Và cái tuần vừa rồi và cái tuần này cũng là tuần cuối quý 1 thì cũng là cái tuần mà các quỹ cần phải cơ cấu. Thì đây là cái bảng tỷ trọng của các quỹ, cái quỹ ETF Fubon này Đài Loan này đấy, thì có cơ cấu trong cái giai đoạn vừa rồi tính đến ngày 24 tháng 3 thì cũng mua khá là mạnh. Nếu chúng ta thấy này, ví dụ như cổ phiếu KDH, KDC thì mua dòng đến hơn 4 4 triệu 6 cổ phiếu mà tính từ trong vòng 1 tháng từ 17. Số lượng cổ phiếu là 17 tháng 3 và đến 24 tháng 3 thì đâu đấy nó chỉ rơi vào tầm tầm hơn 1 tuần mà số lượng cổ phiếu mua dòng mạnh lên như vậy. Đạm Cà Mau này cũng vậy này, hơn 4 triệu cổ này, SSI này, Vinhome này cũng hơn 3 triệu cổ, VRE này 2 triệu 7 này, hay là SHB này cũng mua đến hơn 2 triệu. Nói chung là quỹ này mua dòng rất mạnh. Đâu đó chỉ bán dòng mỗi VGC và BLX, Phát Đạt và HD Bank là 4 cổ phiếu nhóm này bán dòng, còn lại thì hầu như toàn mua dòng hết, khá là nhiều cổ phiếu. Thì số lượng tiền mặt cũng giảm khá nhiều. Đấy, chúng ta thấy đấy. Tiền mặt tính theo đơn vị là tiền tệ của Đài Loan giảm từ 710 xuống còn là có 230 thôi, 235 triệu thôi. Thì cho thấy là trong một tuần mà cái khối lượng mà quỹ Fubon này giải ngân cũng rất là nhiều và mua rất mạnh, dòng rất mạnh trong các gọi là các cổ phiếu. Nên là chúng ta thấy là trong giai đoạn vừa rồi, cái tuần vừa rồi là cái tuần mà thị trường tăng điểm khá tốt trước trước cái giai đoạn mà Fed tăng lãi suất. Thì thêm một cái thông tin về quỹ nữa là quỹ VN Diamond. Thì trong cái thời gian sắp tới thì quỹ này sẽ loại bỏ EIB và quỹ 18.200 tỷ này, thì sẽ bán ra hàng chục triệu cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn sắp tới. Thì quỹ này ước tính là sẽ bán ra MSB với 16,2 triệu cổ, ACB là 14,1 triệu cổ, còn EIB thì bán 4,1 triệu cổ phiếu. Thì dự tính là cái mốc thời gian nào chú ý là ngày chốt số liệu là ngày 31 tháng 3, có nghĩa là cuối cuối tháng này, và ngày công bố chính thức là ngày 17 tháng 4, có nghĩa là trung tuần tháng 4, và ngày hoàn thành cơ cấu danh mục là rơi vào 28 tháng 4 là cuối tháng 4, và ngày chỉ số mới có hiệu lực là ngày 4 tháng 5. Thì các cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới thì nó sẽ bị áp lực bán cũng khá là mạnh, khi chủ yếu là MSB này, ACB và EIB thì sẽ được bán trên thị trường khá là nhiều. Đây cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đối với nhóm này. Đây là quỹ ETF Fubon thì mua dòng rất là mạnh, còn VN Diamond thì đang có xu hướng là bán dòng. Đây là điều chúng ta cần chú ý trong cái giai đoạn tới. Hơn nữa thì hôm nay cũng có một cái thông tin liên quan đến một cổ phiếu ngân hàng, đó là VPBank, thì chính thức là bán 15% vốn điều lệ cho ngân hàng SMBC của Nhật Bản, thu về là 36.000 tỷ đồng. Thì tin này cũng update cho anh chị rồi đây. Thì VPBank bán 15% cổ phiếu của ngân hàng cho ngân hàng là SMBC của Nhật Bản với giá là 30 xấp xỉ 36 tỷ đồng nghìn tỷ đồng. Thì tổng cái vốn điều lệ của VPBank lên đến là 140.000 tỷ, và trước đó thì cũng đã từng mua 49% cổ phần của FE Credit, ngân hàng lớn nhất của Bản này, lớn với lâu đời của Nhật Bản này, cũng đã mua mua FE đâu đó 49%. Thương vụ này là cũng là một cái thương thương vụ mà anh chị biết trong giai đoạn trước. Thì đây cũng là một cái điều kích thích cổ phiếu VBank trong giai đoạn vừa rồi tăng khá là mạnh, khi mà từ đáy tăng lên đến thời điểm hiện tại cổ phiếu tăng hơn 20%. Đây là một cái động lực chính cho cổ phiếu này. Và vì sao mà VCI là cổ phiếu chứng khoán mà lại tăng mạnh như vậy? Tại vì VCI làm cái deal này là một cái công ty chứng khoán làm vụ M&A này, nên là tăng rất là mạnh trong giai đoạn vừa rồi và cũng là cổ phiếu leader của nhóm chứng khoán. Thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích sâu từng cổ phiếu, chúng ta sẽ nói rõ hơn.
Còn bây giờ chúng ta quay lại với thị trường chung ở thời điểm hiện tại. Thì chúng ta sẽ đưa ra kịch bản cho phiên giao dịch ngày mai sẽ như thế nào. Thì với một phiên mà thị trường đang tiến sát cái vùng kháng cự mạnh là vùng 1050 1055 này, thì khả năng cao cái sự rung lắc nó vẫn sẽ còn, thì thanh khoản thì đã đang duy trì ở mức mức tốt hơn rồi so với tuần trước rồi, đang thiết lập một cái mặt bằng tốt hơn rồi. Khi mà phiên cuối tuần vừa rồi và phiên hôm nay thì thanh khoản đã gọi là phiên hôm nay cao hơn phiên hôm trước một tí rồi, nó không đáng kể lắm. Thì khả năng cao thì cái đà tăng này ngày mai nếu mà dòng tiền tiếp tục duy trì vào mạnh và thanh khoản sẽ lớn hơn hôm nay, thì khả năng cao thị trường sẽ được bứt phá qua mốc này và có thể tiến đến vùng trước mắt là vùng 1060. Còn mạnh hơn thì nó sẽ lên vùng 1080 là lấp cái gap của phiên ngày 22 tháng 2 này tạo ra. Thì hiện tại thì dòng chứng khoán thì đang là một cái dòng leader của thị trường ở giai đoạn hiện tại và cũng đang lan tỏa ra nhiều nhóm khác. Nhưng mà những nhóm khác thì đang có sự phân hóa mạnh hơn. Thì đây cũng là điều mà chúng ta kỳ vọng là thị trường trong các phiên sắp tới thì sẽ dòng tiền sẽ lan tỏa một cách mạnh hơn nữa để đưa chỉ số chinh phục được những mốc cao hơn. Còn không thì cái việc mà biên sideways như ở thời điểm hiện tại đang diễn ra thì cũng cũng sẽ khó bị phá bỏ. Và hiện tại thì nếu mà nhìn vào đến tuần thì chúng ta thấy thị trường đang có một cái giai đoạn tích lũy đâu đó 3 4 tuần rồi, và đến cuối của cái mô hình này rồi. Thì chúng ta cũng kỳ vọng là có thể tạo một cái xu hướng gọi là tích cực trong cái tuần này. Và gọi là đây cũng là một cái tuần gọi là quyết định xu hướng. Kịch bản cho phiên giao dịch ngày mai thì cũng đã nói rõ rất rõ rồi với anh chị là chúng ta giai đoạn này thì thị trường đang ở những cái vùng kháng cự mạnh, nên là chúng ta sẽ không mua mới ở thời điểm hiện tại. Chúng ta chỉ có những cổ phiếu mà khuyến nghị anh chị ở giai đoạn trước, đặc biệt là nhóm cổ phiếu chứng khoán là nhóm mà có chia sẻ rất nhiều trong tất cả các bộ video nhận định thị trường hay là video chiến lược tuần, thì cũng đã nói rất kỹ lý do vì sao cái nhóm chứng khoán này chúng ta lại để ý trong cái giai đoạn sắp tới. Thứ nhất là cái liên quan đến vấn đề lãi suất, thứ hai nữa là liên quan đến vấn đề là cái mô hình của nhóm chứng khoán thì đang tạo những mô hình tin cậy hơn tất cả các nhóm cổ phiếu khác, và thứ ba nữa là nó đang có dòng tiền. Đấy, đây là lý do vì sao mà có chia sẻ với anh chị rất nhiều và nhắc đi nhắc lại các cổ phiếu chứng khoán này. Và cái phiên thứ sáu là cái phiên gọi là điểm mua cuối cùng cho các cổ phiếu chứng khoán rồi, có điểm cho anh chị rồi. Thì hôm nay cũng có nói lại này, những cổ phiếu này như kiểu là đây FTS này, SSI này đưa ra cái mục chốt lời này, còn LCG, BLC là những cổ phiếu dòng đầu tư công thì có khuyến nghị anh chị mua. Thì nó đang duy trì nền thì chúng ta vẫn cứ giữ thôi, chưa có gì phải vội bán cả. Còn MBS, SHS và BSI là các cổ phiếu khuyến nghị mọi người vào phiên thứ sáu cuối tuần vừa rồi, thêm đó thì có cả đất xanh nữa. Đấy. Thì hôm nay cũng là cái một cái thông tin nữa, tiếp tục là cái lãi suất của liên ngân hàng thì giảm rất là mạnh, đặc biệt là lãi suất qua đêm. Lãi suất qua đêm hiện tại thì nó đang gần như là về đến vùng đáy và ngang với thời kỳ tiền rẻ của đầu năm 2020. Lãi suất liên ngân hàng thì giảm rất là mạnh. Thì điều đó cho thấy là khi mà lãi suất giảm rất là mạnh, có nghĩa là cái sự thừa thãi cái tiền trong cái hệ thống ngân hàng đang rất là nhiều. Tại vì bây giờ chúng ta thấy là tín dụng thì không tăng, nhưng mà cái tiền ở trong ngân hàng, nên là lãi suất qua đêm nó giảm rất cực kỳ mạnh. Nó thúc đẩy các ngân hàng gọi là vay lẫn nhau ấy để tạo một cái thanh khoản cho thị trường. Đây cũng là một cái mà chính phủ hay là ngân hàng nhà nước nhìn trước cái tương lai của bây giờ. Chúng ta thấy là ở trên thế giới hiện tại thì cái nỗi lo về bank run đã thể hiện rất rõ khi rất nhiều ngân hàng bị rút tiền trong giai đoạn vừa rồi. Thì chính phủ chúng ta có đi trước là hạ lãi suất và gọi là cái giảm cả cái gọi là cái tín dụng, cũng các ngân hàng cho vay cũng rất là khó khăn, nên là cái sự thừa thãi trong cái hệ thống ngân hàng đã rất là nhiều về tiền mặt. Đây cũng là cái là giúp chúng ta là có một cái yên tâm về thanh khoản khi mà ví dụ có một biến động xấu gì từ thế giới rất là mạnh ảnh hưởng chúng ta, ví dụ tạo ra một cái hiệu ứng bank run đến với chúng ta, thì khi mà khách hàng rút tiền hay là người dân rút tiền thì sẽ không bị ảnh hưởng quá mạnh, thì chúng ta cũng đã có sự chuẩn bị trước rồi. Nên đây là cũng là một cái điều tốt, nhưng mà nếu mà nó để thừa thãi quá lâu thì cũng là một cái điều xấu cho cái thị trường nói chung. Đây là một vài cái thông tin mà anh chị có thể nắm bắt được và cũng có một cái góc nhìn khách quan hơn về thị trường ở thời điểm hiện tại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến đi phân tích một vài dòng cổ phiếu tiêu biểu trong phiên giao dịch ngày hôm nay.
Hôm nay thì chắc là cái dòng chứng khoán là được là cái dòng mà nhiều anh chị quan tâm nhất, vì hôm nay là dòng này là dòng thu hút được dòng tiền và dòng cổ phiếu tích cực nhất trong giai đoạn vừa rồi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến VCI là cổ phiếu leader. VCI thì cũng có nói là cổ phiếu này khi mà vượt đỉnh thì nó cũng sẽ có sự rung lắc đây. Cái hình vẽ về vận động nó vẫn sẽ còn. Tại vì giai đoạn này giai đoạn sideways nên là có thể nó sẽ vẫn sẽ có những cái kiểu rung lắc như này. Nhưng mà hôm nay thì nó lại bất tiếp tục tăng và vượt được đỉnh. Thì cái vùng kháng cự đâu đó quanh vùng 32.6 này, vùng 33 này là vùng mà chúng ta sẽ chốt lời mạnh hơn. Ai còn thì chốt lời, còn ai đã chốt hết rồi chỉ đợi chỉnh quay lại những cái test lại đỉnh này. Vùng 31 này. Đấy. Hoặc là 30.5 chúng ta sẽ mua lại. Đối với VCI, VCI thì làm cái deal về VBank và Sumimoto đấy, ngân hàng của Nhật Bản đấy. Đây là cũng 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 hưởng lợi khá là nhiều trong cái vụ M&A này. Thứ hai nữa là cổ phiếu FPT, FPTF. Thì cổ phiếu này cũng là cổ phiếu mà khuyến nghị anh chị khách hàng khá nhiều trong đoạn rồi, chết đinh rồi, chúng ta cũng phải được hai vòng rồi. Từ cái giai đoạn dưới này cơ, đâu đấy cái vùng mà quanh ngày 10, 13 tháng 3 này mua rồi, xong chúng ta lên đây chốt rồi. Và cái phiên ngày 21 này, 21 là 22 tháng 3 này cổ có mua lại này. Thì hôm nay hàng về rồi. Thì ông kỳ vọng lên cái vùng này cho nó chốt lời thôi, nhưng mà hôm nay nó lại vượt đỉnh. Đấy. Thì chúng ta cũng canh chốt hết thôi, đợi nó điều chỉnh thì chúng ta sẽ mua lại. Đây là chỉ sideways thì chúng ta cứ kỳ vọng biên đôi đấy những cổ phiếu tốt như kiểu như nhóm chứng khoán là nhóm leader giống ở đầu tư công trong giai đoạn vừa rồi, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là lợi nhuận sẽ là 8 đến 10%, thậm chí là 10 12%. Đấy, để chúng ta chốt lời. Có những cổ phiếu yếu hơn kiểu dòng thép mật thì cứ 2 3% 4 5% hoặc thậm chí đấy, đấy là chúng ta đã bán rồi. Tùy từng giai đoạn thị trường để chúng ta có thể hold cổ phiếu một cái cách lâu hơn. Còn hiện tại thì sideways thì chúng ta cứ đánh đúng chiến lược thôi, không phải gì phải vội vàng cả. Chốt rồi chúng ta cũng đừng FOMO làm gì cả. Cứ chờ đợi cổ phiếu điều chỉnh lại thì chúng ta mua sau. Ok, thêm mà SSI cũng là cổ phiếu khuyến nghị này, hôm nay cũng đang cần tiến đến vùng kháng cự 21.5 22 rồi, thì ngày mai chúng nếu mà nó giật lên vùng này thì anh chị canh chốt lời hết cũng được. Đây cũng là vùng kháng cự mạnh đối với SSI. VND này tương tự giống SSI này nhưng mà yếu hơn này, nó đang gặp cản đâu đó ngay vùng 15.5 này, cản cao hơn là vùng 16.8 này. Nên vì sao là chọn SDI? Với SDI thì giai đoạn vừa rồi thì nó sẽ làm một cái deal liên quan đến cổ phiếu BLX, nên là nó cũng sẽ kỳ vọng tốt hơn các cổ phiếu chứng khoán khác trong giai đoạn thị trường khó khăn như thời điểm hiện tại. SHS này, cổ phiếu tích lũy ở nền này. SHS thì tích lũy một nền khá là dài rồi nhưng mà dòng tiền thì không quá mạnh. Những cổ phiếu này thì kiểu nhóm dưới này chúng ta chỉ kỳ vọng biên lợi nhuận đâu đấy 3-4% thôi, 3-4-5%, không kỳ vọng quá dài nhá, kiểu bật. Đấy, mua những phiên này thì cũng phải được đâu đấy đấy 6% rồi, thì ngày mai đâu đấy lên 8% thì anh chị có thể chốt hết được rồi. Chúng ta cứ đúng kỳ vọng mà chúng ta chơi thôi, không phải gì phải đi ngược làm gì cả. MBS này cũng quay lại kháng cự này, có thể chốt này. VSA thì cổ phiếu mạnh hơn này, hôm nay thì dư trần thì hôm nay cũng bảo anh chị bán bớt này, ngày mai nếu giật lên đâu đó vùng 20 năm thì chúng ta cũng bán hết luôn vùng kháng cự cứng. Test hai lần qua đây, hai lần ở đây chưa qua rồi. Đấy. Ok, nhóm chứng khoán hôm nay tiếp theo để nhóm thép. Nhóm thép thì có Hoa Sen này, hôm nay bật nền này, thanh khoản cũng có điểm tích cực rồi. Thì có thể là cái đà tăng ngày mai nó vẫn sẽ còn duy trì, nó sẽ tiến đến đâu đó vùng 16.5, 16.8 thì chúng ta lại chốt hết nhá. Cái cạnh trên của giải bowling này chúng ta chốt hết. Lình xình khá lâu đây rồi, Nam Kim này cũng tương tự nhé, quay lại đỉnh cũ đấy vùng 16.8, 16.5 là chúng ta có thể bán hết rồi. Tại vì nhóm thép thì hiện tại nó đang có một cái rủi ro là giá thép vẫn chưa có dấu hiệu là quay đầu, đây. Đang rất là yếu, có thể là sẽ thủng mốc 4.000. Nếu mà thủng mốc 4.000 này thì giá thép có khả năng sẽ gọi là đi rất xa. 4.000 này là cũng là thủng luôn cái chen tăng của cái giá thép này. Thì hiện tại đang duy trì ở mốc là 4.100 đồng nhân dân tệ trên một tấn. Đây là cái rủi ro của nhóm thép ở giai đoạn hiện tại, nên là nhóm thép
em mới không điểm đấy chị ở giai đoạn vừa rồi, mà chỉ chứng khoán là tập trung mạnh. Tại vì chúng ta cứ tập trung vào các cổ phiếu leader thì chúng ta không bao giờ sợ chết cả. Tại vì cổ phiếu leader mà chết thì chắc chắn là thị trường cũng không thể tăng nổi rồi. Như giờ trước đầu tư công nó tăng mạnh như vậy, thị trường rung lắc thì nó vẫn tăng. Thì bây giờ chúng ta tìm một leader là chứng khoán rồi thì chúng ta cứ tập trung vào nó, follow theo nó thôi. Chứ không phải gì phải lan man ra các nhóm khác quá nhiều làm gì cả. Đấy là thị trường sideways thì tập trung đánh một hai mã. Thứ nhất là chúng ta dễ theo dõi. Thứ hai nữa là có biến động gì thì chúng ta té cũng nhanh. Chứng khoán này, bất động sản này. Bất động sản thì nó yếu hơn thì cũng có điểm anh chị ở đất xanh. Nếu anh chị nào thích thì đất xanh thì từ điểm mua giờ loanh quanh được 3-4% rồi, thực sự nó không quá nhiều. Tại vì nhóm yếu thì nói chung là có lợi nhuận, hàng về có lợi nhuận thì cũng canh canh bán thôi, cũng chẳng chẳng kỳ vọng quá là dài làm gì cả. Sell thì nó tạo những cái đến cụt đầu thì khá là xấu nên nó cũng không không ưu tiên lắm. Thì kỳ vọng nếu bao giờ nó test lại về đây quanh em ơi 20, quanh vùng 21 này 20.5 thì anh chị nào thích thì mua thôi. Chứ cũng không ưu tiên kiểu những cái nhóm dòng bất động sản như này. Bất động sản chỉ có Vinhome thì hiện tại đang là mạnh nhất, tại vì Vinhome thì nó có một cái thông tin là Capital Land là cái vụ chuyển nhượng đâu đấy trị giá bán cái khu vực Vinhome Motion Park 3 đâu đó với giá là 1,5 tỷ USD ấy, thì cũng là một cái động lực chính để Vinhome tăng mạnh trong cái giai đoạn vừa rồi. Đấy là một cái thông tin về Vinhome, lý do vì sao mà cổ phiếu này tăng mạnh trong giai đoạn vừa rồi. Tiếp theo bất động sản sẽ đến đầu tư công đi. Đầu tư công là cái nhóm mà cũng có khuyến nghị, thì hiện tại thì đầu tư công thì nó cũng anh chị nào mua thì cũng đang có lợi nhuận rồi, nhưng mà loanh quanh nền thì chúng ta đợi đâu đó nó lên những cái vùng 13 này, như kiểu LCG lên 13 chúng ta sẽ chốt này, bật cây nữa bán luôn. BLC này cũng vậy này, quay lại đâu đấy vùng 34.5 35 thì chúng ta bán này, lợi nhuận được 3-4-5% gì đấy. Hôm nay thì có VCG mạnh này, bật này, các cổ phiếu vận động nền dưới thì lại bật hôm nay này. Nó liên quan đến xây dựng thì bật tốt hơn này. VCG cũng bật này, vượt được cản chéo này. Fecon này tương tự này, cũng vượt cản chéo. Đấy. Bật này. Thì kỳ vọng những cổ phiếu này nó sẽ quay lại những cái vùng quanh 12 này, 12.3 rồi chốt thôi. Thì những cổ phiếu tích cực hay là những cổ phiếu mà nhiều anh chị quan tâm thì em cũng điểm qua rồi, thì chúng ta sẽ có những cái vùng chốt lời hay là mua như thế nào rồi. Thì hiện tại giai đoạn thị trường thì chiến lược cũng đưa ra rõ ràng này, nên chúng ta hãy follow và tôn thủ nó. Đừng vì những cái lúc mà thị trường tự nhiên nó tăng điểm xanh mạnh cái chúng ta bị FOMO, chúng ta mua cái là hàng về. Có khi bình thường mua đúng điểm thì hàng về nền thì bán hòa, còn khi mà mua sai điểm khi hàng về lại lỗ 5-7%, mà biên lợi nhuận bây giờ nó chỉ đâu đấy quanh quanh 10, gọi là trung bình nó sẽ rơi vào tầm 7-8% nhé. Mà anh chị bị lỗ đến 7% thì gần như là chúng ta đợi chúng ta ấy lại, gọi là gỡ lại nó cũng mất thời gian. Ok, bây giờ chúng ta đến phần 2 của video này, sẽ nhận định về phái sinh. Thì trước khi đến phần 2 thì nếu thấy những cái thông tin em chia sẻ hữu ích thì đừng quên cho em xin một like, một comment để truyền thêm động lực cho em để có thể chia sẻ nhiều cái gọi là tích cực hay là hữu ích hơn đến anh chị trong thời gian sắp tới. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2 của video nhé. Nhận định phái sinh thì trước khi đến với nhận định về kịch bản của phái sinh thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về giao dịch của các khối trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì phái sinh phiên hôm nay thì ra ngoài thì bán dòng đâu đấy 500 hợp đồng, gọi là giao dịch cũng khá ít, cũng không phải quá nhiều như các phiên trước nữa. Và cái OI thì vẫn đang duy trì mức 63.000 thôi. Và cái độ lệch hôm nay thì nó đã tăng lên rồi, tăng lên là 9 điểm. Thì đó cho thấy là cái lo ngại và cái tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư đang thể hiện rõ khi mà độ lệch nó âm nhiều như vậy. Khi mà thị trường vẫn đang tăng nhưng mà tiến đến vùng kháng cự thì tâm lý nhà đầu tư có vẻ là đang tiêu cực hơn. Khi mà cái độ lệch nó lại càng nới rộng hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem đến tự doanh, xem tự doanh hôm nay có cái giao dịch gì mới lạ hơn không khi giai đoạn gần đây. Tự doanh hôm nay chưa update thì tí nữa thì em sẽ update cho anh chị nhé. Tự doanh hôm nay thì chưa update rồi. Thì chúng ta sẽ tạm 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 đến với kịch bản của thị trường trong cái phiên giao dịch ngày mai xem như thế nào nhé. Thì phiên hôm nay thì chúng ta có thể thấy rõ là phiên một thị trường tiếp tục sideways.
khi mà quay lại test vùng mà 1040, sau đó thì lại tiến đến vùng cản 1050, thị trường hôm nay là biên 10 điểm. Chủ yếu là dao động ở quanh cái vùng này. Biên là 10 điểm. 1040, 1050 là chủ yếu. Còn lại thì nó cũng bun lên bun xuống thì nó thủng vùng này gọi là qua 1-2 điểm nó lại quay lại thì không đáng kể. Thì với việc mà thị trường đã giao dịch ở quanh cái biên này là phiên này phiên thứ hai, phiên hôm qua thì cũng chủ yếu là cái vùng 1040 đến vùng 1050 thị trường lên đến 53 thì nó cũng quay đầu thôi, đấy, bull trap quay đầu thôi. Đấy. Thì phiên giao dịch ngày mai sẽ như thế nào? Với việc mà vàng vẫn giữ được MA20 của cái đường đường chạc khung thời gian 15 phút này thì khả năng cao ngày mai nó sẽ mở cửa loanh quanh đâu đấy vùng 48 này, 48 4 gọi là trên 45, nói chung là loanh quanh vùng này thôi, nó mở cửa để đi ngang. Tại vì thế giới hiện tại thì với Dow Jones nhé, thời điểm hiện tại thì nó cũng đang duy trì ở cái vùng hỗ trợ tốt của nó, để mà thủng vùng này hay là nó xấu hơn thì cũng khá là khó. Nên khả năng cao phái sinh thì nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, gọi là đỏ thì Dow Jones đoạn này nó cũng đỏ nhẹ thôi, cái phái sinh nó cũng không biến động quá nhiều, nó đang sideways và thị trường đang ở vùng cản thì khả năng cao ngày mai nó cũng sẽ mở gap đâu đó quanh tham chiếu thôi, hoặc là cùng lắm tiêu cực hơn tí, đỏ nhẹ 1-2 điểm thôi chứ không thể biến động quá mạnh được. Thì đoạn này đang ở giữa biên thì chúng ta sẽ theo dõi nhá, để xem ngày mai nó có tự nhiên nó đầu phiên nó có kéo vọt lên không. Thì nếu nó kéo vọt lên quay lại những cái vùng 50, 52 thì chúng ta sẽ canh short lại. Canh short lại, quay lại những vùng 45 này, biên 5 điểm này đến tầm 5 đến tầm 5 đến tầm 7, 5, 6 điểm thôi chúng ta sẽ chốt. Không kỳ vọng quá dài. Còn nếu tiêu cực quay lại test, test lại đáy đâu đó quanh vùng 1043 này, 1042 này cũng là vùng giao dịch khá nhiều ở hai phiên gần đây, thì nó là một cái hỗ trợ gọi là không quá mạnh. Thì nếu về đây mà nó tích lũy lại chúng ta canh long trở lại đấy. Target cũng chỉ là quanh quanh vùng 50 52 thôi đấy. Khi nào có một cái cây nến dòng tiền mạnh và đóng nến hẳn trên cái vùng mà 1053 này, một cây nến xanh kèm thanh khoản tốt thì chúng ta sẽ canh lo mạnh hơn, thì lúc đấy nó sẽ quay lại những cái vùng mà 58 và xa hơn là vùng 65 là cái vùng mà này đấy. Nếu mà có một cây vượt qua vùng đấy thì chúng ta cứ theo dõi thôi. Còn chiến lược giao dịch gọi là kỹ càng hơn hay là những cái điểm vào lệnh gọi là có mốc mốc vào điểm, mốc vào lệnh với lại target hay cắt lỗ nào thì anh chị hãy tham gia Zoom, quét cái mã QR góc bên phải màn hình này thì tham gia Zoom phái sinh thì em sẽ tư vấn rõ ràng và chi tiết hơn. Còn muốn tìm hiểu thì hãy kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0945 837 263 thì em sẽ gửi anh chị những cái file hướng dẫn và gọi là tư vấn anh chị một một để chúng ta có thể tìm hiểu dần về thị trường này. Tại vì phái sinh chúng ta thấy là hiện tại cũng là đang một cái kênh thu hút được dòng tiền và cũng đem lại một cái lợi nhuận tương đối cho anh chị nhà đầu tư. Ok, video của em thì đến đây cũng kết thúc, thì hẹn anh chị vào các video lần sau. Nếu thấy hữu ích thì đừng quên cho em xin một like, một comment và chia sẻ video này đến rộng rãi anh chị nhà đầu tư hơn. Chúc anh chị buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh chị vào các video lần sau.